chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy là chân cắm tai nghe của điện thoại Vivo IQ U1 đang có mặt tại dịch vụ cao cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân cắm tai nghe của điện thoại Vivo IQ U1, lỗi hỏng, chân cắm lúc được lúc không chập chờn, lúc nhận lúc không, cần địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Hiện tại dịch vụ cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Vivo IQ U1 nói chung và chân cắm tai nghe của điện thoại Vivo IQ U1 nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của dịch vụ cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân cắm tai nghe của điện thoại Vivo IQ U1 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại dịch vụ cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại dịch vụ cao cấp.vn.